Hôm nay con sẽ chuẩn bị món đặc sản của miền Tây để đãi gia đình mình. Nhà mình vừa có một cậu con rể giỏi giang, rất là chu toàn nữa, đúng không ạ? Bố! Cái tính thằng này tôi biết từ lâu. Thì con nó chỉ muốn làm tốt mọi việc thôi mà. Không ai qua được mặt tôi cả. Nếu chỉ đủ lo cho bản thân mình ấy, thì chưa lo được cho gia đình đâu. Là thằng đàn ông ấy, không có nòng trụ vững chắc ấy, không làm được cái gì cả. Mới có một ván cờ thôi mà cậu đã tính lừa cả. Cậu coi tôi là trẻ con à? Anh Kiên ơi, xong chưa? Mà làm bàn game. Thì suốt ngày cắm mặt vào những cái trò vô bổ. Vậy bố có trò gì bổ không? Trò này bổ não lắm.